Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Bùi Tá Hậu, 34 tuổi, ở xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi về tội giết người khi dùng dao chém hai giáo viên. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Bùi Tá Hậu 8 năm tù giam. Theo cáo trạng, ngày 29 tháng 11 năm 2021, bị cáo Bùi Tá Hậu cùng nhóm bạn nhậu tại quán thịt cây Cây Dừa ở xã Nghĩa Kỳ. Tan nhậu, về đến nhà, chợt nhớ lúc gặp ông Huỳnh Nam Thắng, 47 tuổi, ở xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa, là thầy giáo cũ đang ngồi ở quán thịt cây. Tức giận khi nghĩ lại việc trước đây do thầy Thắng báo cáo nhà trường ra quyết định đuổi học Hậu khi đang học lớp 10. Hậu cầm con dao đến quán thịt cây và chém liên tiếp hai nhát vào đầu và người ông Thắng. Tiếp đó, Hậu chém giáo viên Lê Phương Mai đang ngồi chung cùng giáo viên Thắng. Mặc dù ông Lê Phương Mai bỏ chạy, Bùi Tá Hậu tiếp tục đuổi theo chém ông Mai. Người dân đã kịp thời khống chế bắt giữ Bùi Tá Hậu ngay sau đó. Ông Huỳnh Nam Thắng và Lê Phương Mai bị thương tích nặng, đưa đi cấp cứu.